Ok. Hello, phần năm nay mình sẽ tập Ninjago. Ninjago bằng Lego. Mình sẽ tô màu đen trước nha các bạn. Màu đen đây, tô cái này cho mình. cái gì cũng màu xanh hết trơn à.
Ba mình thích màu xanh nha mẹ. Nhìn thật rồi, nhìn bạn, nhìn thật rồi đẹp rồi. Đó, chơi, chơi.